Xin chào các bạn, tôi là tiến sĩ bác sĩ Phạm Công Khánh. Hiện tại tôi là trưởng khoa ngoại gan mật tụy tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ chủ đề viêm tụy mạn. Vậy viêm tụy mạn là gì? Chúng ta biết rằng tụy là một cơ quan thuộc hệ tiêu hóa của chúng ta. Đây là một cơ quan nằm sâu ở trong ổ bụng phía sau dạ dày. Tụy có hai chức năng cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là chức năng ngoại tiết. Tụy sẽ tiết ra các men, tiết ra các enzyme để giúp cho cái quá trình tiêu hóa của chúng ta được diễn ra một cách thuận lợi. Bên cạnh đó thì một chức năng rất quan trọng của tụy nữa, đó là chức năng nội tiết. Đó là tụy tiết ra các cái hormone, đặc biệt là hormone insulin. Đây là một hormone điều hòa đường huyết trong cơ thể của chúng ta. Do đó khi chúng ta bị viêm tụy mạn, đó là một tình trạng tụy bị viêm mạn tính, bị xơ hóa trong tụy và tổn thương các cái nhu mô tụy một cách không hồi phục, sẽ dẫn đến cho chúng ta bị suy giảm chức năng ngoại tiết và chức năng nội tiết của tụy. Có thể sẽ biểu hiện bằng các cái triệu chứng của các cái tình trạng mà việc tiêu hóa của chúng ta diễn ra không bình thường, hay đối với chức năng nội tiết, đó là chúng ta có thể có tình trạng biểu hiện của bệnh lý đái tháo đường. Và chúng ta biết rằng thì 50% viêm tụy mạn sẽ diễn tiến thành sỏi tụy. Đây là một trong những cái nguyên nhân gây ra nhiều cái triệu chứng khó chịu cho người bệnh. Đối với viêm tụy mạn, chúng ta có thể có một số cái nguyên nhân. Nguyên nhân thường gặp nhất gây ra viêm tụy mạn đó là tình trạng uống rượu. Và uống rượu sẽ gây ra khoảng 60-70% viêm tụy mạn. Vậy chúng ta đặt ra là chúng ta uống rượu, bao nhiêu rượu thì chúng ta sẽ có nguy cơ là chúng ta bị viêm tụy mạn. Theo các cái nghiên cứu cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta tính một đơn vị rượu là 10g, thì với những người uống một khoảng 8 đơn vị rượu mỗi ngày trong khoảng thời gian 6-12 năm thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị viêm tụy mạn. Đặc biệt là nguy cơ này sẽ tăng rất cao đối với những người uống khoảng 15 đơn vị rượu trong một ngày. Tuy nhiên thì một số ít trường hợp có những người uống lượng rượu ít hơn nhưng vẫn có thể bị viêm tụy mạn. Bên cạnh nguyên nhân do rượu thì viêm tụy mạn có thể do một số cái nguyên nhân khác. Chẳng hạn như đó là đối với những tình trạng viêm tụy mạn tự miễn, đó là những trường hợp chẳng hạn như người bệnh bị một tình trạng viêm xơ hóa đường mật hay là xơ ga hóa đường mật tự miễn. Ngoài ra thì viêm tụy mạn cũng có thể do những cái đột biến gen. Đối với nhóm bệnh lý này thì chúng ta cần phải thực hiện các xét nghiệm vi sinh học phân tử thì chúng ta mới biết được là cái viêm tụy mạn có do đột biến gen hay không. Tiếp theo nữa đó là một cái nhóm viêm tụy cấp diễn ra tái đi tái lại cũng dẫn đến viêm tụy mạn. Đây là nhóm bệnh lý có thể do một số cái nguyên nhân, chẳng hạn như do người bệnh có một cái tình trạng rối loạn mỡ máu, cụ thể là tăng triglyceride trong máu, hoặc là chúng ta bị tăng lượng canxi do u tuyến cận giáp, hoặc một số trường hợp chúng ta có thể bị cái tình trạng viêm tụy mạn do tắc nghẽn của ống tụy, do một số cái nguyên nhân khác, có thể là những cái khối ung thư hoặc là những cái khối hạch đã quanh tụy chèn ép vào ống tụy gây tắc ống tụy. Chúng ta biết rằng một trong những cái biểu hiện lâm sàng rất là thường gặp của viêm tụy mạn đó là dấu hiệu đau bụng. Và biểu hiện đặc trưng của đau bụng trong viêm tụy mạn đó là đau bụng thường xuất hiện sau các bữa ăn, đặc biệt là các cái bữa ăn có nhiều dầu mỡ hay là sau khi chúng ta uống rượu bia. Và tình trạng đau bụng này có thể kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần và nhiều tháng. Và đặc trưng của đau bụng trong viêm tụy mạn đó là người bệnh thường không dám ngồi thẳng lưng mà thường ngồi gập người, hay là không dám nằm thẳng hay là ưỡn người. Người bệnh thường sẽ ngồi gập người hoặc là thường sẽ nằm co người lại để giảm cái tình trạng đau ở bụng. Đau bụng thường xuất hiện ở vùng trên rốn, hoặc một số trường hợp đau bụng sẽ xuất hiện ở vùng dưới sườn trái của người bệnh. Bên cạnh dấu hiệu đau bụng thì chúng ta có thể gặp một số cái biểu hiện khác của viêm tụy mạn, đó là người bệnh sẽ có cái tình trạng tiêu phân lỏng kéo dài. Và một trong những dấu hiệu rất là đặc trưng của tính chất phân trong viêm tụy mạn đó là
tiêu phân có váng mỡ và tiêu phân có mùi tanh hôi. Bên cạnh đó thì người bị viêm tụy mạn cũng có thể có các cái triệu chứng, chẳng hạn như đó là một cái tình trạng suy dinh dưỡng, bởi vì người bị viêm tụy mạn không thể ăn được nhiều và người bệnh cũng rối loạn kém hấp thu dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì viêm tụy mạn cũng có thể có các cái biểu hiện khác, chẳng hạn như là người bệnh có thể có cái biểu hiện nôn hoặc là buồn nôn nhiều. Đó là một số cái biểu hiện mà chúng ta sẽ gặp ở người viêm tụy mạn. Để chẩn đoán viêm tụy mạn thì chúng ta sẽ thực hiện các cái xét nghiệm để chẩn đoán viêm tụy mạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ xét nghiệm những cái xét nghiệm máu tổng quát để đánh giá cái tình trạng men tụy, để đánh giá cái đường huyết của người bệnh. Bởi vì một trong những cái biểu hiện của viêm tụy mạn đó là người bệnh sẽ bị suy cái tuyến nội tiết của tụy dẫn đến tăng đường huyết. Do đó thì chúng ta cần phải xét nghiệm đường huyết, chúng ta cần phải xét nghiệm mỡ trong máu để xem có cái tình trạng tăng triglycerides trong máu hay không. Bên cạnh xét nghiệm máu thì chúng ta cũng cần phải xét nghiệm phân, chúng ta xét nghiệm tìm mỡ trong phân. Thì một trong những cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán cái viêm tụy mạn đó là chúng ta xét nghiệm cái lượng mỡ trong phân, nếu mà từ 8 gram trở lên trong 3 ngày thì chúng ta sẽ, đây là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán cái viêm tụy mạn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh học để chẩn đoán cái viêm tụy mạn. Chẳng hạn như chúng ta có thể siêu âm để phát hiện cái viêm tụy mạn, và hình ảnh trên siêu âm thì các bác sĩ sẽ thấy được là cái tình trạng giãn của ống tụy, có thể thấy được hình ảnh sỏi ở trong ống tụy hoặc là trong nhu mô tụy, hoặc là một số trường hợp thì qua siêu âm thì bác sĩ có thể đánh giá được cái kích thước tụy, đánh giá được tụy có đang có viêm hay không. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng chụp các lớp vi tính để chẩn đoán cái viêm tụy mạn, và cái hình ảnh trên chụp các lớp vi tính là chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh dạng ống tụy, chúng ta có thể thấy được sỏi ở trong tụy hay là trong mô tụy, hoặc là chúng ta có thể thấy được cái hiện tượng viêm ở tụy, đặc biệt ở vùng đầu tụy. Và bên cạnh đó thì trên chụp các lớp vi tính chúng ta có thể nghi ngờ cái hình ảnh là ác tính ở trên tụy. Ngoài ra thì hiện nay thì chúng ta có một cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh mới, đó là siêu âm qua nội soi. Tương tự như siêu âm bụng và chụp các lớp vi tính thì chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng sỏi trong tụy hay là trong ống tụy hay là trong nhu mô tụy. Và đặc biệt là trên siêu âm nội soi có một cái vai trò rất là quan trọng, đó là nếu mà trên hình ảnh siêu âm nội soi chúng ta nghi ngờ một cái tổn thương ác tính ở vùng đầu tụy trên một cái nền bệnh nhân viêm tụy mạn, thì qua siêu âm nội soi chúng ta có thể đánh giá được cái độ đàn hồi mô của cái tổn thương này, hay là chúng ta có thể thực hiện được một cái kỹ thuật chẩn đoán rất là quan trọng, đó là chúng ta có thể chọc kim vào để lấy một cái mẫu mô ở trong cái tổn thương này, và chúng ta sẽ làm cái giải phẫu bệnh để chúng ta biết được là cái tổn thương này là tổn thương ác tính hay là một cái tổn thương, một cái viêm tụy tự miễn hay là do một số cái nguyên nhân khác. Thì đó là một cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh học mới mà giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc mà chúng ta chẩn đoán cái viêm tụy mạn. Chúng ta biết rằng thì viêm tụy mạn có thể có các cái biểu hiện bệnh lý, chẳng hạn như đối với biểu hiện suy tuyến nội tiết của tụy thì người bệnh sẽ có cái biến chứng của tình trạng viêm tụy mạn, đó chính là tiểu đường. Đây là một trong những cái biến chứng rất là nghiêm trọng mà chúng ta cần phải được đến khám tại bác sĩ chuyên khoa về nội tiết. Thứ hai là nếu mà cái viêm tụy mạn gây ra cái biểu hiện của cái tình trạng sỏi tụy và tắc ống tụy thì chúng ta sẽ có một cái tình trạng đau bụng rất là nhiều, và chúng ta cũng cần phải được can thiệp bằng phẫu thuật để giảm cái tình trạng đau này. Bên cạnh đó thì viêm tụy mạn có thể gây ra những cái biến chứng khác, chẳng hạn như là nang giả tụy. Đây là một cái tình trạng mà viêm tụy mạn kéo dài và tổn thương của ống tụy sẽ gây ra một cái nang tụy, một cái tổn thương dạng nang ở có thể ở vùng đầu tụy, ở thân tụy hoặc là ở đuôi tụy. Biến chứng tiếp theo của cái viêm tụy mạn đó là cái tổn thương viêm tụy này có thể làm tắc nghẽn đường mật.
Khi tắc nghẽn đường mật thì người bệnh sẽ có các cái biểu hiện chẳng hạn như là đau bụng nhiều, vùng dưới sườn phải, có thể có biểu hiện vàng da, có biểu hiện tiểu vàng sậm, thì lúc này chúng ta cũng cần phải được can thiệp điều trị. Ngoài ra thì một trong những cái mà người ta rất sợ của cái viêm tụy mạn đó là có thể diễn tiến thành ung thư tụy. Đối với ung thư tụy, một số ít trường hợp thì người bệnh có thể có cái biểu hiện tắc nghẽn của dạ dày, đó là do cái khối viêm tụy này làm chèn ép vào trong cái đường thoát ra của dạ dày. Người bệnh sẽ có những cái biểu hiện chẳng hạn như là chúng ta sẽ nôn nhiều sau khi ăn, một số ít trường hợp là sẽ nôn ra thức ăn cũ sau khi ăn, thì đó là cái biến chứng của viêm tụy mạn gây tắc nghẽn ở dạ dày. Chúng ta điều trị viêm tụy mạn như thế nào? Thì đối với viêm tụy mạn, nếu mà trong cái giai đoạn những cái đợt cấp của viêm tụy mạn thì gần như chúng ta sẽ điều trị bằng nội khoa, tức là chúng ta sẽ sử dụng các loại thuốc giảm đau, chúng ta sẽ sử dụng các cái loại thuốc ức chế tiết của cái men tụy. Và đối với người bệnh nếu mà có suy giảm chức năng nội tiết của tụy, đặc biệt là khi mà chức năng tụy của nội tiết của chúng ta giảm dưới 10% thì chúng ta có cái tình trạng tiểu đường do giảm cái chức năng nội tiết của tụy, thì lúc này chúng ta cần phải được đến khám tại bác sĩ chuyên khoa về nội tiết để được sử dụng insulin để điều chỉnh cái đường huyết của chúng ta. Đối với những trường hợp viêm tụy mạn gây ra sỏi tụy, tắc nghẽn ống tụy thì chúng ta cần phải được điều trị bằng phẫu thuật. Thì hiện nay có rất là nhiều cái phẫu thuật có thể điều trị cái viêm tụy mạn, chẳng hạn như là chúng ta sẽ nối ruột vào trong ống tụy, hoặc là một số trường hợp đặc biệt là khi mà có cái tình trạng viêm ở đầu tụy, có sỏi ở đầu tụy thì chúng ta có thể sẽ phải lấy cái khối viêm này ra. Và một cái số ít trường hợp đôi khi là chúng ta cần phải thực hiện một cái phẫu thuật rất là lớn, đó là chúng ta sẽ cắt cái khối tá tụy để điều trị cái viêm tụy mạn. Bên cạnh đó thì với sự tiến bộ của y học thì chúng ta có thể điều trị viêm tụy mạn qua nội soi, đó là chúng ta thực hiện cái kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng để chúng ta sẽ nội soi vào trong ống tụy, chúng ta sẽ lấy sỏi tụy và chúng ta sẽ đặt stent vào trong ống tụy để điều trị cái tình trạng hẹp của cái ống tụy. Đối với sỏi tụy, nếu mà những sỏi tụy là những cái sỏi lớn thì chúng ta có thể thực hiện cái kỹ thuật là tán sỏi tụy ngoài cơ thể, tức là chúng ta sẽ tán những cái viên sỏi lớn này ra thành những cái viên sỏi nhỏ, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng để chúng ta sẽ lấy cái sỏi tụy. Hiện nay thì một cái phương pháp điều trị mới trong cái điều trị sỏi tụy bên cạnh nội soi mật tụy ngược dòng, đó là chúng ta có thể qua siêu âm nội soi chúng ta có thể thực hiện dẫn lưu cái ống tụy, hoặc là khi mà viêm tụy mạn có cái biến chứng là tạo ra cái nang giả tụy hay thì chúng ta có thể thực hiện cái kỹ thuật siêu âm nội soi, chúng ta dẫn lưu cái nang giả tụy. Đây là một cái sự tiến bộ, bởi vì trước đây thì đối với những trường hợp nang giả tụy thì chúng ta phải phẫu thuật, chúng ta phải nối nang vào trong ruột, là một cái phẫu thuật tương đối là nặng nề. Nhưng hiện nay thì chúng ta có thể thực hiện qua cái kỹ thuật siêu âm nội soi một cách rất là nhẹ nhàng, ít nguy cơ tai biến và biến chứng. Bên cạnh đó thì đối với những trường hợp viêm tụy mạn có thể gây tắc nghẽn ở đường mật hay là tắc nghẽn ở dạ dày thì đôi khi chúng ta cần phải thực hiện phẫu thuật nối tắc. Chẳng hạn với những trường hợp viêm tụy mạn gây tắc nghẽn ở dạ dày thì chúng ta cần phải thực hiện phẫu thuật để nối tắc ruột non vào dạ dày để giúp cho quá trình tiêu hóa của chúng ta sẽ diễn ra bình thường. Tôi cũng xin chia sẻ thêm là chúng ta biết rằng thì khi mà viêm tụy mạn, một trong những chức năng quan trọng của tụy đó là chức năng ngoại tiết, thì khi người viêm tụy mạn có một cái tình trạng suy giảm chức năng ngoại tiết thì chúng ta cần phải bổ sung các cái men tiêu hóa cho người bệnh. Chúng ta cần phải bổ sung các cái men mà tuyến tụy không thể tiết ra được để giúp cho cái quá trình tiêu hóa của người bệnh diễn ra tốt hơn. Đồng thời thì đối với người bệnh bị viêm tụy mạn thì một trong những cái vấn đề nữa đó là chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là có thể chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn cho người bệnh. Chúng ta biết rằng thì các cái nguyên nhân hàng đầu của viêm tụy mạn đó chính là do rượu.
Thì để phòng ngừa viêm tị mạn thì chúng ta có thể phải hạn chế việc dùng rượu bia. Đặc biệt là đối với người đã có viêm tị mạn thì chúng ta phải tuyệt đối không dùng rượu bia. Bởi vì khi dùng rượu bia thì chúng ta có thể khởi phát những cái đợt viêm tị cấp trên một cái nền viêm tị mạn. Hay là khi dùng rượu bia thì chúng ta sẽ làm cho cái nhu mô tụy của chúng ta bị tổn thương ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì ngoài cái nguyên nhân do rượu thì chúng ta cũng thấy có một số cái nguyên nhân khác mà chúng ta có thể phòng ngừa được. Chẳng hạn như là viêm tụy mạn do cái tình trạng tăng triglycerides trong máu. Thì với nguyên nhân này thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ tránh những loại thức ăn có nhiều dầu mỡ. Chúng ta cần phải điều trị bằng thuốc để giảm triglycerides trong máu, hoặc là chúng ta cần phải có một cái chế độ sinh hoạt tốt, chúng ta phải tập thể dục thường xuyên để chúng ta góp phần cho chúng ta giảm cái lượng mỡ trong máu của chúng ta. Hay là một số trường hợp nếu mà người bệnh có tình trạng viêm tụy cấp tái đi tái lại do sỏi mật thì đôi khi chúng ta cần phải thực hiện phẫu thuật cắt túi mật nội soi để chúng ta ngăn ngừa cái nguyên nhân sỏi mật có thể rớt xuống gây ra cái viêm tụy cấp tái đi tái lại dẫn đến viêm tụy mạn. Trên đây là phần chia sẻ của tôi về chủ đề viêm tụy mạn, để chúng ta thấy được cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm tụy mạn đó là do chúng ta dùng nhiều rượu bia mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta cũng thấy được cái hậu quả của viêm tụy mạn, đó là viêm tụy mạn sẽ gây ra cái tình trạng suy cái chức năng ngoại tiết của chúng ta, cụ thể ở đây là ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tiêu hóa thức ăn của chúng ta, và nghiêm trọng hơn nữa đó là ảnh hưởng đến cái chức năng nội tiết của tụy, tức là sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng điều hòa đường huyết trong cơ thể của chúng ta, dẫn đến cái tiểu đường khi mà chúng ta bị viêm tụy mạn. Tôi cũng chia sẻ về những cái triệu chứng làm sao để chúng ta biết được là chúng ta có thể có cái tình trạng viêm tụy mạn, cũng như là những cái phương pháp nào để chúng ta chẩn đoán được cái viêm tụy mạn được sớm, và đặc biệt là chúng ta hiện nay thì chúng ta có được những cái phương pháp nào để điều trị viêm tụy mạn, từ điều trị nội khoa là điều trị giảm đau, bổ sung các loại men tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng, cho đến các cái phương pháp mà chúng ta cần phải điều trị bằng phẫu thuật để dẫn lưu ống tụy, các phẫu thuật để giảm đau cho người bệnh, hay những cái phương pháp điều trị mới qua siêu âm nội soi, chẳng hạn như là dẫn lưu nang giả tụy, dẫn lưu ống tụy, hay là một số trường hợp qua siêu âm nội soi chúng ta có thể thực hiện một cái kỹ thuật giảm đau, đó là phong bế thần kinh qua siêu âm nội soi để giúp người bệnh viêm tụy được điều trị đau một cách hiệu quả. Và cuối cùng là làm sao chúng ta có thể tránh được cái viêm tụy mạn, đó là cụ thể nhất là chúng ta nên hạn chế việc dùng rượu bia mỗi ngày, chúng ta nên có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, chúng ta nên có một cái hoạt động thể lực, chúng ta cụ thể là chúng ta nên tập thể dục thường xuyên để tránh những cái việc mà chúng ta thừa cân, hay là tránh cái việc mà chúng ta bị rối loạn mỡ trong máu. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả.